lộ diện ba anh tài tiếp theo ở anh trai vượt ngàn trong gai trương thế vinh tăng phúc đụng độ sốc nhất là nghệ sĩ nhân dân tự long ba cái tên được công bố dự sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho anh trai vượt ngàn trong gai mùa đầu tiên trưa ngày 16 tháng 4, fanpage anh trai vượt ngàn trong gai tiếp tục công bố danh sách 6 nghệ sĩ góp mặt trong chương trình năm nay theo đó ba anh tài đầu tiên lần lượt là nghệ sĩ nhân dân tự long ca sĩ diễn viên trương thế vinh và ca sĩ tăng phúc ba cái tên tiếp theo sẽ lộ diện vào 12 giờ Gây bất ngờ nhất trong danh sách này có lẽ là nghệ sĩ nhân dân Tự Long một gương mặt quá quen thuộc với những khán giả mấy chục năm qua, đặc biệt là người hâm mộ của chương trình Táo Quân. Việc nghệ sĩ nhân dân Tự Long đồng ý nhận lời tham gia anh trai vượt ngàn trong gai và sẵn sàng đối đầu với các đàn em khiến công chúng vô cùng háo hức. Sự duyên dáng, hài hước của nghệ sĩ nhân dân Tự Long cũng là làn gió mới cho truyền hình thực tế. Những cái tên còn lại như Trương Thế Vinh, Tăng Phúc cũng là những màu sắc độc đáo đáng chờ đợi ở anh trai vượt ngàn trong gai 2024 khán giả đang hóng ba cái tên tiếp theo lộ diện sẽ là ai. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long xuất thân là một nghệ sĩ trèo và được biết đến nhiều nhất với vai trò nghệ sĩ hài trong các chương trình truyền hình như Gặp nhau cuối tuần, Táo quân, Ơn rời cậu đây rồi. Trương Thế Vinh từng hoạt động trong nhóm Megapixel 5, bước đệm ca hát giúp Trương Thế Vinh mở ra nhiều cơ hội trong nghề. Những năm qua, Trương Thế Vinh chứng minh bản thân là nghệ sĩ đa năng khi tham gia diễn xuất, dẫn chương trình, người mẫu và là gương mặt quen thuộc của các game show. Tăng Phúc là cử nhân khoa kiến trúc nhưng chuyển hướng làm ca sĩ. Anh bắt đầu nhận được sự chú ý qua các đoạn clip cover hit nổi tiếng. Sau đó, Tăng Phúc tham gia một vài chương trình ca nhạc và trở nên nổi tiếng sau bản hit chỉ là không cùng nhau, nhạc hoa, lời Việt cùng Trương Thảo Nhi. Năm 2022, Tăng Phúc tham gia ca sĩ mặt nạ với mascot chàng lúa và ghi dấu thành công nhất định. Tháng 1 năm 2024 Fanpage Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bất ngờ công bố phiên bản nam của chương trình với tên Việt hóa là Anh trai vượt ngàn trong gai đã được nhà sản xuất mua bản quyền từ Trung Quốc. Chương trình dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 6 năm nay. Tại Trung Quốc, chương trình bản nam của đạp gió có tên gọi Colmebify đã thành công tổ chức 3 mùa giải. Tương tự như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, format bản nam sẽ là nơi tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, doanh nhân. Người dẫn chương trình hay nhạc công, có độ T, ủi từ 30 trở lên.